Lỗi không nguyên gốc là một lỗi cực kỳ phổ biến ở trên Facebook hiện nay. Theo thống kê sơ bộ của mình thì phải có đến 50-60% số trang bị lỗi này, mặc dù nội dung của bạn chính là nguyên gốc. Nhìn sơ qua thì nó giống nhau nhưng mà thực ra nó chia thành hai loại. Loại thứ nhất là ngoài chuyện báo không nguyên gốc ra ấy, thì ở trong cái tab mà vấn đề theo chính sách nó sẽ có thêm một dấu chấm than ở phía trên. Chẳng hạn như các bạn nhìn vào trang này, mình không nói đến cái dấu chấm than ở phía bên phải này nha. Ở đây, mặc dù đã báo là nội dung không nguyên gốc nhưng mà ở trên này các bạn sẽ thấy một dấu chấm than rất to, vấn đề về khả năng kiếm tiền. Hoặc là trang này, ở phía trên có một dấu chấm than màu đỏ rất to, khả năng kiếm tiền bị hạn chế. Khi vào ở cái trang này, khi vào thư viện nội dung các bạn sẽ thấy là phần chi tiết này không có clip nào được bật kiếm tiền cả. Nếu có hiện đồng đô la thì nó cũng bị mờ đi như thế này. Còn loại nội dung không nguyên gốc thứ hai là tuy nó cũng có báo là nội dung không nguyên gốc nhưng ở phía trên này người ta ghi là không có vi phạm nào về khả năng kiếm tiền, thì khi chuyển sang thư viện nội dung chúng ta sẽ nhìn thấy là tất cả các clip của kênh này đều xanh tiền. Và khi chuyển sang phần thu nhập thì chúng ta thấy là trong vòng 28 ngày vừa qua, trang này đã kiếm được 9.200 đô. Đối với các trang này thì vẫn kiếm tiền được, tuy nhiên bạn vẫn muốn xem hết video này để xem cách xử lý về nội dung không nguyên gốc. Tại vì cái mục tiêu cuối cùng mà chúng ta muốn an toàn nhất là khi trong tab vấn đề theo chính sách nó hiện cái máy bay như trong trang này, không có vi phạm nào về khả năng kiếm tiền hết. Chính sách nội dung không nguyên gốc được Facebook đặt ra để ngăn cản chúng ta dùng sử dụng video của người khác, lấy những nội dung ở trên mạng về để đăng lên và với mục đích kiếm tiền. Cái này không chỉ là vi phạm bản quyền, trong trường hợp nếu mà bạn được sự cho phép của chủ bản quyền hoặc là bạn không bị bắt, không bị RM đánh, không bị ai khiếu nại bản quyền cả, thì Facebook cho rằng là cái phần đóng góp giá trị của bạn vào video cũng chưa đủ so với những nhà sáng tạo khác. Nó có thể có những nguyên nhân cụ thể như sau. Nguyên nhân thứ nhất là bạn re-up hoàn toàn nội dung của người khác. Các cái hành động như là mình bóp hình hay là bóp tiếng hoặc là làm cho clip dài hơn ra hoặc là ngắn lại tua nhanh nó đi thì đều tính chung là re-up và bị lỗi không nguyên gốc, không bật kiếm tiền được. Cái kiểu thứ hai là cái kiểu mà bạn lấy hình ảnh hoặc là lấy những đoạn video ngắn trên mạng lắp ghép lại thành một video tổng hợp, top 10 điều, top 10 ngọn núi cao nhất thế giới chẳng hạn, hoặc là top 10 bộ phim hành động hay nhất trong năm 2020 chẳng hạn. Thì những cái lỗi như thế là bị lỗi không nguyên gốc. Tương tự như ở bên YouTube là bị lỗi nội dung sử dụng lại. Cái kiểu thứ ba thường gặp là nội dung video của bạn đăng lên đã từng xuất hiện nhiều lần ở trên các trang khác nhau. Tức là bạn thấy cảm thấy cái điều này rất là vô lý, tại vì cái video clip đó là của bạn, bạn đã từng đích thân làm và đăng lên kênh YouTube, nhưng bây giờ đăng lên Facebook lại bị cái lỗi như thế này. Thì cái hiện tượng này là một cái hiện tượng rất là khó chịu mà xảy ra rất là phổ biến ở Việt Nam, tại vì ở Việt Nam kiếm tiền ở trên Facebook hiện nay chủ yếu là các bạn lên download những cái video clip, nhất là kênh YouTube của bạn mà đã khá lớn, khoảng cỡ trên 100.000 sub thì bạn thường xuyên là tâm điểm sự chú ý để người ta lấy những video của bạn về đăng lên để kiếm tiền. Nếu kênh bạn chưa bật kiếm tiền thì khi bị lỗi này các bạn phải bình tĩnh. Không nên bỏ trang ngay, không nên hốt hoảng, tại vì như mình đã nói, cái hiện tượng này cực kỳ phổ biến. Việc thứ nhất cần làm là bạn phải rà soát lại trên kênh của mình, tất cả những gì không thuộc về mình thì bạn xóa đi. Hình ảnh, video, tất cả mọi thứ, thậm chí kể cả hình ảnh nha, cũng xóa hết đi, đừng tiếc cái gì cả. Đấy là mình làm sạch cho bản thân mình trước. Thứ hai nữa là khi bạn lướt Facebook, vô tình bạn thấy người ta re-up video của mình, hoặc là bạn chủ động tìm kiếm, lên tìm kiếm theo từ khóa thì bạn phát hiện ra, thì bạn không nên nhân nhượng với những người này, những cái trang này, mặc dù có thể người ta lớn
Mặc dù người ta có thể thể là trang có thương hiệu, có uy tín, nhưng bạn hãy đánh gậy bản quyền ngay. Cái này không phải là để thuận lợi cho việc kiếm tiền của bạn ở trên Facebook, mà nó còn thuận lợi cho toàn bộ cộng đồng nhà sáng tạo nội dung gốc của Việt Nam. Mình sẽ để link để báo cáo vi phạm bản quyền ở trong phần mô tả của video này. Sau một thời gian bạn làm như thế đều đặn thì bạn sẽ thấy trang của mình nó mất cái lỗi này, hoặc là nhiều khi nó chưa mất lỗi nhưng trong cái phần tab kiếm tiền ấy, nó vẫn báo là hợp lệ để cài đặt kiếm tiền. Ví dụ như cái trang lúc nãy mình vừa cho các bạn xem, mặc dù vẫn còn lỗi là nội dung không nguyên gốc, nhưng mà tất cả các clip của họ đăng lên đều xanh tiền hết. Và bạn nhớ rằng là cái lỗi không nguyên gốc này còn nhỏ thôi, mà cái cửa ải còn khó khăn hơn chính là vấn đề ad bank khai thuế. Thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình để được bật kiếm tiền, đừng tự làm. Các bạn có thể tham khảo thêm clip ở trên kênh Việt Creators là mắt xích nào là quan trọng nhất để hiểu rõ hơn về sự phức tạp của việc ad bank và khai thuế. Sau khi bật kiếm tiền ấy, thì vẫn có những trường hợp mà bạn đăng lên ấy, clip của bạn nó hiện cái đồng tiền và nó có chấm chấm xung quanh, tức là đang Facebook đang review để làm cho nó xanh tiền. Cách thứ nhất là bạn đăng video clip lên nhưng đừng đăng tiếng Việt, bạn đăng tiếng Việt không dấu hoặc là tiếng Anh. Sau đó bạn cài quảng cáo và để lên lịch, cài chờ lên lịch xa xa để cho Facebook nó có thời gian review xanh tiền rồi mình mới đăng lên. Cách thứ hai là như mình đã biết, như Facebook người ta vẫn thông báo là video clip nào mà tốc độ lên view nó nhanh ấy, thì sẽ thường sẽ được xét duyệt nhanh hơn, cho nên là các bạn có thể chạy quảng cáo dùng Facebook Ads để kéo. Mình thì không bao giờ là fan của quảng cáo, dùng quảng cáo để kéo view cho kênh, dù đó là kênh YouTube hay dù đó là Facebook. Tuy nhiên là trong cái thời điểm hiện nay ấy, thứ nhất là giá quảng cáo của Facebook, không phải là quảng cáo với hàng hóa nhé, quảng cáo với nội dung, nó đang còn khá là rẻ. Mình tận dụng để mình tạo ra tốc độ lên view ban đầu cho nó nhanh, để cho các clip của mình được duyệt nhanh hơn. Thứ hai nữa ấy, là một tin vui là nếu mà bạn đã có một vài clip được xanh rồi ấy, thì các clip sau của bạn thì mình không chạy quảng cáo, mình cứ để tự nhiên, nhưng mà Facebook cũng sẽ duyệt nhanh hơn khi người ta đã có lịch sử về trang của bạn. Quên mất còn một điều nữa, nếu các bạn thực hiện các bước mình đã nói ở trên, sau 1 đến 2 tháng mà thấy tình trạng kiếm tiền của trang của bạn không thay đổi, thì có lẽ anh em mình phải thừa nhận với nhau một sự thật rằng là tuy việc kiếm tiền ở trên Facebook hiện nay đang rất là dễ dàng, những đồng tiền nó rất là nhiều vì số lượng nhà sáng tạo ở trên đó được bật kiếm tiền rất ít. Tuy nhiên là cái hệ thống kiếm tiền của Facebook nó chưa được hoàn thiện, chưa được ổn định như ở trên YouTube. Giải pháp mà chúng ta có thể làm là chỉ có thể là mở thêm một trang mới, một cái trang song song với những cái tính năng như đăng chéo, với cái frame sẵn có của bạn thì nó cũng sẽ lên rất nhanh thôi. Và sau này khi mọi thứ nó ổn định rồi, bạn sẽ có hai trang được bật kiếm tiền. Nếu có bất cứ rủi ro gì xảy ra đối với một trang thì vẫn còn lại một trang để bạn kiếm tiền, vẫn in tiền được bình thường. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creators, chúng ta tự hào sáng tạo.